BBTV. Ai mua đồ chơi đi? Mua đồ chơi à? Xem đi. Cái gì cũng có, cá vàng, cá bạc, cá hồng, ô tô Doraemon, người nhện biết quạt, gà trống biết cấy, khủng long biết đẻ. Gì à? Ừ. Mua gì? Khủng long biết đẻ. Biết đẻ. Cho xem nhá. Xem khủng long nhá. Ừ. Đấy, đúng chưa? Quay về chưa? Tinh không? Tinh không? Sao? Nhìn thì đẹp đó. Đẹp chứ? Nhưng mà không đẹp. Đi, xem gà trống đi. Gà trống bên gáy. Ờ. Xem đi. Bên gáy đấy. Bên gáy hả? Ờ. Đây, cho nó gáy nhá. Cho nó gáy nhá. Nhìn thì cũng được. Tiêu không thích. À đây, người nhện biết quạt luôn. Đây. Đấy. Này cầm đi. Bắt không? Không, không thích. Ô tô nhá. Tôi bo luôn người lái, người lái luôn. Đồ đây mòn đấy. Đấy. Sao? Tiêu. Bắt cái kia rồi. Đâu, bây giờ dân chơi, người ta toàn đi xe này thôi. Nhưng tôi không thấy. Đi xem cá đi. Cá đủ màu này. Đi đấy. Này. Con kìa. Tích à? Cá nhiêu? Cá 50.000. Cái này. Ô tô 200. Cái kia. Người nhện biết quạt 100. Cái ở đây. Con gà trống 200. Cái đó. Khủng long này 500. Mua hết. Mua hết á? Sao bớt đi. Mới sáng ra mua hàng rồi bớt. Không bớt thì không mua. Không mua thôi, đi hộ để người ta giao hàng. Mua con gì? Khủng long. Khủng long 500.000 đấy. 250. Đi dùng đấy. Mua. Thế? Là 500 là một tấm đúng không? Ờ. Ở đây tôi có 2 tấm mà biết mua được không? 2 tấm? Ờ. Được, mua được. Có bảo chị bảo hành gì không đó? Bảo hành chứ. Bao lâu? Một ngày. Có hành có ngà à? Ê thôi, tôi xin đây không hỏng được đâu. Bảo hành có 2 tấm 500. 2 tấm à? Được, mua được. Thì không? 2 tấm mua được con. Được con. Nè thôi, đi nè. Tôi xin nha. Bye bye nha. Tôi xin nha, bye bye. 500.000. Mà nó cho mình 2 tấm là có 1 triệu thôi. Rồi mình cứ nghĩ là 500.000 thì ra là 500 kem. Trời, chết rồi, mình đã lừa mất con khủng long rồi, mình đi đòi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.